Hello tất cả mọi người, kênh YouTube của anh Thạch xin kính chào tất cả những em đam mê dòng xe hay thì đã theo dõi kênh YouTube của Thạch từ bấy lâu nay. Thì hôm nay cùng đồng hành với anh Thạch đó là anh Sun. Anh Sun là người dân địa phương ở Cambodia, đặc biệt anh sống ở thành phố Phnom Penh. Thì anh cũng là một người có dòng máu đam mê giống như anh Thạch, nhưng anh có cái sự đam mê là cao trào hơn anh Thạch, là anh đam mê tốc độ, đam mê những dòng mô tô hay thì mà phân khối lớn. Thì ảnh hay đi đua bên này lắm. Ảnh có dọn một con xe NSR 250 phân khối, dọn theo phong cách 400. Thì con đó ảnh hay lấy đi bào tua và đi đua. Còn hôm nay ảnh chở thanh Thạch, cũng giống như là dắt anh em đi xem những chỗ bán xe ở bên này bằng con xe gia dích. Thì không có gì hạnh phúc bằng khi được anh Sun mến và quý Thanh Thạch đã không ngại bỏ thời gian và công sức rồi thêm tiền bạc nữa. Qua đây anh không có cho Thạch trả tiền gì chứ, anh toàn là dành trả không à, bao từ A tới Z luôn. Thì cái tình cảm đó dành cho Thạch rất là quý báu, Thạch sẽ giữ trong lòng và sẽ đợi đến ngày nào đó có cơ hội mà mình sẽ chiêu đãi anh lại và đáp lại những cái tình cảm mà anh đã dành cho Thạch. Rồi thì bây giờ Thanh Thạch xin mời anh em hãy cùng với Thanh Thạch và anh Sun dạo một vòng ở thành phố Phnom Penh thuộc Cambodia để xem bên này hiện giờ đang thịnh hành bán dòng xe gì và xì bo ở bên này đến năm 2022 này nó như thế nào rồi anh em nhé. Rồi thì bây giờ anh em đã thấy trên màn hình Thanh Thạch nãy giờ đã lướt qua rất là nhiều nơi bán xe, thì anh em thấy nhiều nhất là dòng xe gì anh em thấy không? Đó chính là dòng Cupy. Thì Cupy bên này bán rất là nhiều, cũng không có khan hiếm giống như là ở Việt Nam nha. Ở Việt Nam thì khan hiếm, mua là phải đặt, giá thì hay đổi cao. Còn bên này Cupy rất là nhiều luôn anh em thấy không? Nhưng mà đặc biệt Cupy ở bên này nó có tới 3 dòng lận, không phải giống như Việt Nam mà có 2 dòng. Việt Nam thì chỉ có xe Thái và xe Indo đúng không? Còn bên này có copy của Nhật nữa. Thì ở bên này á, người ta xài xe chất lắm anh em à. Người ta chạy xe dữ không à. Xe ô tô cũng giống như là mô tô anh em thấy không? Có những con xe phân khối lớn ngàn mấy luôn á. Ngàn mấy phân khối á. Đó, cào cào đó, hai thì cào cào đó anh em thấy không? Bên này xe rất là chất nha, tổng là xe dữ, xe Thái, xe Nhật không à. Rồi thì theo lời anh Sun kể với Thạch khi mà anh em đi coi xe đó, Thạch cũng có hỏi là ủa sao anh Sun, sao mà bên này Thạch giờ không thấy chỗ nào chuyên bán xì bo nó gì anh? Thì anh Sun có kể lại với Thạch là xe xì bo bên này giờ hết rồi, không có ai mà lấy về để bán như ngày xưa nữa đâu. Tại vì ngày xưa thì lúc mà Thạch qua làm clip hồi mấy năm về trước cho anh em á, thì lúc đó xì bo chỉ có 1.800 thôi. Thì 1.800 là nếu như 1.000 thì nó khoảng 23 triệu tiền Việt, thì nếu như là 2.000 thì 46 triệu, 1.800 thì mình trừ lại 200 đô là trừ lại 4.6 triệu thì nó khoảng hơn 40 triệu xíu, là 41 triệu đó, 42 triệu, 41 triệu mấy trăm ha. Còn bây giờ giá xe của nó tại Mã Lai đã là 60-70 triệu một con rồi. Nếu như lấy về bên Cam này chi phí của nó nữa và bán ra nữa cho những người mà đam mê thì nó khoảng tầm 70-80-90 triệu một con. Thì anh em nghĩ đi, với số tiền đó thì mình đâu có ai mua đúng không?
số tiền quá cao đâu ai mua nếu như giá đó thì nó rất là cao với phần người ta lấy về, không phải là chủ yếu là người ta bán vòng vòng cho dân địa phương đây nữa, người ta còn bán ở rất nhiều nơi. Nhưng mà đối với cái con xì bo thì nó không có thịnh hành ở bên đất nước này, người ta ít có chạy lắm, người ta chỉ chạy những cái dòng giống như là Dream 125 với những con tay ga giống như là Classico của Thái, Mio Fino, rồi BCX Nhật đó. Rồi giống như bây giờ thì có xe copy rồi, copy bên này người ta chạy cũng rất là nhiều rồi. Mà cho nên như vậy thì xì bo không còn có thông dụng để mà chạy bên này, cho nên người ta cũng không có lấy về nữa. Tại vì khi mà lấy về thì ở đất nước này là người ta đặc biệt người ta không mua xì bo người ta chạy rồi đó. Chính vì vậy lấy về mà để bán, đợi chờ bán cho Việt Nam không thì người ta không có thích như vậy, với hàng người ta không có muốn, cho nên người ta không có nhập về để người ta bán nữa. Chính vì vậy xì bo ở bên Cambodia là tại thành phố Phnom Penh, theo thật thấy và theo là anh Sun chia sẻ thì tuyệt chủng, không còn chỗ nào bán nữa ở Cambodia anh em nha. Rồi Việt Nam cứ đổi giá xe lên 1-2 tỷ đi, ở Cambodia hết xe luôn rồi. Rồi có xe thì cứ đổi lên bán 1-2 tỷ anh em nha. Tại vì đồ quý hiếm mà, chỉ còn mỗi Việt Nam với những anh Việt kiều Mỹ, có vài anh là còn đam mê dòng xe xì bo thôi, mà trong đó có Thanh Thạch đó nha. Chứ bên Cambodia này là người ta cắt khẩu nó rồi đó, không có, không còn nữa. Nói vui thôi, chứ hiện giờ thì vậy, còn sau này thì mình không biết nha. Rồi bây giờ chỗ này biết chỗ nào không? Chỗ này là chỗ bạn của anh Sun chuyên bán dòng mô tô phân khối lớn, đúng ý ảnh rồi đó. Ảnh phái phân khối lớn lắm, phái mô tô. Rồi